chào cả nhà. Trưa nay thì hai vợ chồng đang đi ăn nhá, thì vô tình đi qua cái đường. Thank you.
Đây là nhà xem bánh heo cuốn này. Wow, vừa kêu thêm một phần nữa nha nhà. Đây chỉ có 6 miếng thôi. Trăm mười ký. 150 chứ đúng không? Rồi. 150 mà giờ Nam có là một nửa thôi. Không. 3 ha đấy. Muốn bữa lên 150 ký cho em. Nó làm lên 150 ký thì lúc đó nó thấy nổi tiếng. Cho nên phải ăn nhiều. Bạn chồng rất là khuyến khích ăn nhiều để nổi tiếng nha. Cả nhà thấy là bạn Nga ăn rất là ngon lành nhé. Phấn đấu được 150 kg thành heo. Ăn hết 2 dĩa thịt luôn. Wow. Wow. Đây bạn heo ăn hết 2 dĩa thịt luôn cả nhà. Ăn heo mà ăn thịt đồng loại. Quấn tiếp đi. Em ơi, cái phần mang về của chị ấy, lấy mắm ngọt nha. Thank you.
chắc là em sẽ tập trung chuyên môn lên nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy video này hay thì có thể là like, share và subscribe theo mới nha cả nhà. Rồi xin chào nhà nhé. Rồi các bạn ăn thì cho lên mục tiêu 150 kg đây.